tổng quan 1982 Nhâm Tuất, Cố Gia Chi Khuyển, năm 2022. 1982 Nhâm Tuất, hay còn được gọi là Cố Gia Chi Khuyển, tức con cún giữ nhà. Nói như vậy, thì đây là bản mệnh có tính cách hiền lành, hiếu thảo, thiện tính, cả cuộc đời vất vả vì gia đình. Giữ nhà ở đây đúng như nghĩa đen của nó, trông coi nhà cửa, bảo vệ người thân. Có bao hiểm nguy sóng gió vất vả thì Nhâm Tuất cản ở phía trước, thiệt thòi Nhâm Tuất chịu, lo toan Nhâm Tuất gánh. Chỉ mong sao những thành viên trong gia đình mình được bình yên và an ấm. Nên nhìn chung, đây là một cái tuổi không khổ vì mình, không khổ vì nhu cầu bản thân, không khổ vì tham vọng của bản thân, nhưng cả cuộc đời cứ loay hoay khắp trốn vì tất cả những người xung quanh mình. Trong một chữ gia nó có ba kiểu. Chữ gia thứ nhất chính là gia đình đầu tiên khi Nhâm Tuất bước vào đời. Hiếu với thân sinh phụ mẫu, thiện với dòng họ của mẹ cha là điều mà hầu hết Nhâm Tuất sẽ luôn thấm nhận trong cuộc sống của bản thân. Với bố mẹ, Nhâm Tuất không có số được nhờ mẹ cha. Có thể kế thừa một vài lối sống, quan điểm nhân sinh, một vài quan hệ hay uy tín, chứ không có số kế thừa tài sản, không có số được hỗ trợ vật chất. Cơ bản cuộc đời của Nhâm Tuất vẫn sẽ cần phải tự lực cánh sinh, tự dựng tự xây. Có tình với mẹ cha, nhưng khắc khẩu khó nói chuyện, hoặc lắm lúc có nói nhưng không được thông cảm. Có tâm sự nhưng ít được sẻ chia. Cuộc đời tự lực cánh sinh thì cũng ứng với chữ Nhâm trong bản mệnh. Như người ta hay nói, trai đinh Nhâm quý thì tài. Tài quá nên đôi khi phải gánh vác nhiều quá. Vì cái gì cũng biết nên việc gì cũng đến tay. Cái gì cũng hay nên thứ gì cũng phải tham dự. Trong dòng họ nếu có ma trai hiếu hỉ, Nhâm Tuất sẽ luôn có mặt, luôn luôn có sự tham gia. Không góp công thì góp ý, không góp sức thì góp lực. Nhìn chung quan điểm cha chung không ai khóc, không phải lối sống của Nhâm Tuất. Cái oái oăm chỉ là chỗ Nhâm Tuất cống hiến và không nề hà, đồng thời muốn xây dựng theo hình tượng họ hàng gắn kết, một giọt máu đào hơn ao nước lã, dòng họ cùng chung tay góp sức phát triển đi lên. Nhưng thường không được như vậy, những gì họ làm ít được công nhận, lắm lúc chỉ biết nhấp một ngụm trà thở dài một cái. Cùng họ cùng tông, bỏ không xong, mà vò võ không được ghi công nhiều khi cũng buồn lòng. Thôi thì ta làm vì ta muốn, ta làm vì ta không thể bàng quan, ta làm vì ta không thể vô trách nhiệm được. Còn công người trần không ghi thì người âm chứng kiến. Miễn sao không hổ với lương tâm, không thẹn với chính mình là được. Có đúng không hả Cố Gia Chi Khuyển? Chữ gia thứ hai chính là gia đình nhỏ của Nhâm Tuất. Khi họ xây dựng chuyện tình cảm, tìm kiếm người bạn đời để mong cầu hạnh phúc trăm năm. Bản tính của Nhâm Tuất là sự hướng nội. Với thế giới nội tâm vô cùng phong phú và nhiều tầng cảm xúc ẩn sau vẻ bề ngoài bình thản. Đồng thời họ có một sự cố chấp và chung thủy, trung thành giống như những đặc tính của loài khuyển vậy. Nên trong việc xây dựng gia đình nhỏ thứ hai, Nhâm Tuất vô cùng tâm huyết, toàn tâm toàn ý, toàn sức toàn lực, trung thủy thật tính. Để mong cầu gia đình nhỏ của mình được viên mãn và viên dung, mong gặp được người bạn đời cùng chung tay góp sức, mong gặp được một tri kỷ cùng chia ngọt sẻ bùi. Lẽ dĩ nhiên, mong là một chuyện, muốn là một kiểu. Nhưng cái mà ta có được, lắm lúc lại không như mình ngóng trông. Trong cuộc đời của một Nhâm Tuất, dù nam hay nữ, sẽ luôn có một thời điểm bạn phải chịu những đớn đau mỏi mệt trong sự đổ vỡ của chuyện tình duyên. Sẽ luôn đến một thời điểm bạn thay vì truy cầu sự hoàn mỹ, thì bắt đầu chấp nhận những thứ vô vị tầm thường. Thay vì tìm cách thay đổi lòng người thì bắt đầu mặc kệ cho nụ cười trôi lạc. Tước thế nào cũng được, kiểu gì cũng xong. Không còn cứng đầu cứng cổ đi tìm những sự mật ngọt sẻ chia của cuộc đời. Có bao giờ Nhâm Tuất tự hỏi, tri kỷ và tâm giao thật sự là gì không? Từng có một câu trả lời thế này. Một tri kỷ và tâm giao đúng nghĩa, một người bạn đời đích thực, là một người giống như một người bạn thân thiết nhất của ta nhưng sẽ nhiều hơn thế. Là một người ta có thể cùng cười, cùng nói, cùng đùa, cùng vui, cùng tâm sự hay san sẻ mọi điều thầm kín trong lòng. Thở than khi ta mỏi mệt, rồi nghe lời động viên mà lấy động lực lao vào chiến đấu can trường. Đấy sẽ là người mà ta hiểu hơn ai hết, rõ hơn ai hết. Là người duy nhất trên thế giới này ta có thể trao gửi trọn chân thành. Đấy cũng là người sẽ khiến ta tốt hơn, đẹp hơn, phấn đấu để thành phiên bản hoàn mỹ của mình nhiều hơn. Sửa những lỗi lầm mà ta có, nhắc ta không phạm phải những điều không nên. Một tri kỷ tâm giao, một bạn đời đích thực là người mà ta sẽ muốn mang theo trong suốt cả cuộc đời. Một con người mà ta biết, một người mà ta hiểu, một người chấp nhận bản thân ta. Và khi cả thế giới này quay lưng lại với ta, không tin tưởng ta, không ủng hộ ta, họ sẽ là người duy nhất cho ta nguồn động lực mà hiện thực hóa những điều mình mong mỏi. Đấy được gọi là tri kỷ tâm giao, là bạn đời, là hình mẫu mà Nhâm Tuất từng mong muốn theo đuổi trong cuộc đời. Nhưng chắc đã lâu lắm rồi, Nhâm Tuất quên đi cái định nghĩa về hình mẫu mà họ từng mong muốn được gặp. Họ chấp nhận cái mà họ đang có,
để khỏa lấp đi những thiếu sót hay trống rỗng trong lòng. Và sau đấy tập trung vào công việc, phấn đấu vào sự nghiệp, chăm chỉ làm lụng làm ăn. Như một cách để quên đi nỗi thất vọng về việc không có được sự sẻ chia trong gia đình nhỏ của chính mình. Chưa ra thứ ba trong cuộc đời của một Nhâm Tuất là gia đình bên ngoài. Với anh chị em chiến hữu, với đối tác làm ăn, với khách hàng thân thiết hay với những người không chung một dòng máu, lắm lúc thân thiết hơn cả gia đình ruột thịt. Chính trực, thành thực và có lòng nhân từ là lối sống của Nhâm Tuất. Thiệt một tí thì coi như làm thiện một tí. Mất một tí coi như trả nghiệp một tí là quan điểm nhân sinh của họ. Dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài. Không thủ đoạn chẳng mưu mô, không đê tiện chẳng đớn hèn. Vậy nên ra ngoài xã hội, Nhâm Tuất sống được. Sống rất tốt là khác. Vì được nhiều người nể trọng, trân trọng và dành cho họ nhiều cơ hội thuận lợi. Bác Hồ từng nói chúng ta muốn hòa bình thì chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng ta càng nhân nhượng thì kẻ địch càng lấn tới. Với Nhâm Tuất cũng vậy, càng thiện thì càng bị lợi dụng nhiều, càng lành thì càng bị chèn ép nhiều. Nên lắm lúc hết người nhờ cái này, kẻ cậy cái kia. Cứ hân hoan mà giúp, vô tư mà làm. Xong đến câu cảm ơn nhiều khi cũng không nhận được. Họ cứ coi việc mình làm, sức mình bỏ là cái lẽ dĩ nhiên ở đời. Lại một câu hạn chế cho vay, hạn chế cho vay. Hạn chế kể lời mình có cái gì, vì chắc chắn sẽ bị để ý. Còn cho vay thì chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Việc nhà không nhắc, nhưng cả nể, nên việc chú bác bạn bè lại càng phải siêng hơn. Xong lắm lúc ớt chẳng biết chút vào đâu. Có phải vậy không hả Cố Gia Chi Khuyển? Các bạn like và đăng ký kênh để theo dõi tiếp phần 2. Phần 2 sẽ nói về tương lai, sự nghiệp, gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.